Cái đồng hồ này xuất hiện thành lập năm 47 mà họ để là đồng hồ tận thế, mà thị xài tiêu diệt cũng gần đây. Nguyên tử nổ giang đất chặt thay. Đây là các ngài tiên tri mình nhắc lại nha quý cô bác đồng đạo, mà coi nó có phù hợp trong cái nội dung của đồng hồ này mà người ta cảnh báo lên không. Thị xài tiêu diệt cũng gần đây, nguyên tử nổ giang đất chặt thay. Nga sức đao binh gây đại chiến, Nhật Tàu chổi mặt sấm giang dày. Nhật chiếm càng khôn đạt lấy quyền, Anh kỳ thất thủ khổ chân kiên. Đức dùng vai vệ thâu bờ cõi, Nga tặng diệt vong nửa số dư. Pháp bất kỳ cùng lâm khổ tặng, Mỹ đành thất thủ bởi cơ thiên. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay cũng đọc lên sang nhân viên. Thì mấy hôm nay thì cũng có nghe xôn xao trên cộng đồng mạng ở Vinh thì vấn đề là cái đồng hồ tận thế. Và cái đồng hồ này đặc biệt là nó có chỉ nằm ở 1/4 của góc đồng hồ thôi. Nhưng mà nghe kỹ trên mạng thì của tất cả các đài lớn thì nó nói là cái đồng hồ này nó sát mốc là gần tới ngày tận thế của vũ khí hạt nhân. Nhưng đặc biệt cái đồng hồ này nè, nó sản sinh ra năm 1947, là lúc đó là Đức Thầy mình cũng nhấn mặt. Thì theo Vinh nó có sự liên quan như thế nào? Dạ, Quỳnh có thể cho biết được cái sự hiểu biết của mình. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và cung kính Đức Thầy. Thì kính thưa toàn thể quý ông bà cô bác, anh chị em kính mến, thì vừa qua có đồng đạo hỏi lên, hiện giờ trên cộng đồng mạng có đăng lên cái đồng hồ. Mà cái đồng hồ hiệu nghe nó cũng hơi, cái đồng hồ cái hiệu là nghe nó tận thế. Thì theo nó cũng theo như mình xét lại giáo lý Phật giáo hảo á, Đức Thầy ngài cũng có những đoạn, và ông Thanh Sĩ cũng có những đoạn để nói lên những cái điểm sau này. Nó cũng có cái vụ nguyên tử hạt nhân, nó cũng sẽ có một ngày nó không có bùng phát. Thì lời của Đức Thầy á, là hiện giờ thì đồng đạo hỏi là hiện giờ trên cộng đồng mạng có xuất hiện cái đồng hồ tận thế thành lập năm 1947 trùng hợp với cái ngày Đức Tôn Sư vắng bóng nhường năm Đinh Hợi. Thì theo như nhận xét của tôi thì Đức Thầy á, ngài có tiên tri năm 1939, ngài cho biết là Hạ Nguyên nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi về Gia Cang, thì nó sẽ thay đổi hết những cảnh vật, thay đổi quả địa cầu và thay đổi những cảnh vật. Tại vì là ông Tứ Thánh ngài cho biết là cái cuộc thay đổi buổi Hạ Nguyên này mà là đổi nhật, đổi nguyệt, đổi phong, đổi năm, đổi tháng, đổi trong ngày giờ, đổi cha lại đổi nhà thờ, đổi cồn, đổi bãi, đổi cờ Nam Bang. Trời xây âu á bốn phan, nước tràn bờ cõi chẳng an thời kỳ. Chuyển lưng bỏ bực quyên thì, ngửa nghiêng trời đất lập kỳ thượng nguyên. Thì đó là cái điềm báo, là cái ngày thay đổi quả địa cầu để lập lên thành lập quả địa cầu khác. Và nhân loại trong quả địa cầu này cũng đều thay đổi hết. Ai mà có những cái tâm hiền lành đức hạnh thì mới lên sống cái đời thượng nguyên thất đức. Tại vì cái đời sau là đời thượng nguyên thánh đức, còn là người thánh thiện. Và đồng đạo hỏi hiện giờ nó có một cái đồng hồ xuất hiện năm tái lập thành lập năm 47 tới giờ, nó có mà để hiện giờ là cái đồng hồ là gọi là tận thế, nó có liên quan tới những cái nguyên tử và nó có phù hợp với cái hình là nhận xét là coi có phù hợp trong giáo lý Phật giáo hảo không. Thì chúng tôi nhắc đây rồi cô bác mình kinh nghiệm thêm. Đức Thầy ngài có cái đoạn ngài cho biết là khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại, khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng nguyên. Cái đồng hồ này xuất hiện thành lập năm 47 mà họ để là đồng hồ tận thế, mà Đức Thầy nói là bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt, vậy là cô thấy cũng hợp ha.
nay tận diệt để lập đời trở lại. Cấp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng quân. Thì trong cái nội dung cái đồng hồ đó họ có báo lên là cho biết là có liên quan tới cái chiến tranh Nguyên Tử. Thì cái lời này là trong phái Bủ Sơn Kỳ Hương có tiên tri rồi cũng chú tôi nhắc, rồi quý cô bác tìm hiểu thêm ha, nó có phải đúng, nó có đúng ăn phù hợp với cái đồng hồ này không. Thì trong phái Bủ Sơn Kỳ Hương có ai, thì là trước nhất là Phật Thầy Tây An, rồi Đức Phật Trùm Bổn Sư Chi Giảng Khoai, rồi Đức Huỳnh Giáo Chủ và ông Thanh Sĩ. Thì bây giờ chúng tôi nhắc rồi, cô bác mình tìm hiểu này, cái đoạn này có ai nghe. Thì trong phái của Hương Sơn có tiên tri, cô bác mình thấy chúng tôi nhắc rồi có phù hợp với cái trong cái đồng hồ này nó đã báo lên không. Thì thị xài tiêu diệt cũng gần đây. Mình nãy giờ mình nói tận diệt với tận thế, mà cái chỗ này là tiêu diệt nữa đó. Thị xài tiêu diệt cũng gần đây, Nguyên Tử nổ gian đất chặt thay. Đây là các ngài tiên tri mình nhắc lại nha quý cô bác đồng đạo, mà coi nó có phù hợp trong cái nội dung cái của đồng hồ này mà ta cảnh báo lên không. Thị xài tiêu diệt cũng gần đây, Nguyên Tử nổ gian đất chặt thay. Nga sức đao binh gây đại chiến, Nhật Tàu chổi mặt sấm gian dày. Nhật chiếm càn khôn đạt lấy quyền, Anh Kỳ thất thủ khổ chân chiên. Đức dùng vai vệ thâu bờ cõi, Nga tận diệt vong nửa số dư. Pháp Bắc Kỳ cùng lâm khổ tận, Mỹ đành thất thủ bởi cơ thiên. Thì đây là chúng tôi nhắc lời tiên tri, coi rồi thị xài tiêu diệt cũng gần đây, Nguyên Tử nổ gian đất chặt thay, rồi cô bác mình dòm và mình tìm hiểu cái đồng hồ đó người ta thông tin lên như thế nào, và những lời tiên tri này rồi cô bác mình dòm hiện bây giờ ở trên thế giới qua địa cầu này như thế nào, rồi cô bác mình ráng rắn. Mà nếu đúng như lời tiên tri của các ngài thì bây giờ chỉ có con đường lo tu với cô bác, chứ nếu mà đúng như lời các ngài tiên tri rồi đó là Nguyên Tử độ nổ gian là đất chặt thay, là cái cảnh khổ là khổ dữ dằn lắm với cô bác đồng đạo. Chỉ có con đường trở về nghe lời thầy dạy, ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho. Cái cảnh này là chỉ có Phật mới cứu chúng ta nổi, chứ nếu không là thoát khó mà tránh nổi những cái thảm họa này với cô bác đồng đạo. Tại vì là Phật Thầy Ngài có tiên tri, nãy giờ mình nói trong bái phái của Sơn Hương, bây giờ nói Phật Thầy Ngài cho biết nè. Cuộc đời càng gắt lại càng gai, ngặt mái thiên cơ chẳng dám bài. Rắn núp dưới hang côi ngựa chạy, khỉ ngồi trên ngựa ngó gà bay. Đông Tây trộn rộn trời che sát, Nam Bắc ơi hời đất chở thay. Đông Tây là Đông Tây Nam Bắc quá. Đông Tây trộn rộn trời che sát, Nam Bắc ơi hời đất chở thay. Nhân vật mười phần hao bảy tám, thần tiên thấy vậy cũng châu mài. Vì vậy cho nên đồng đạo hỏi là cái đồng hồ này có thông tin lên là có cái điểm là có cái cảnh là Nguyên Tử hạt nhân rồi, thế là nó có liên quan tới Nguyên Tử hạt nhân. Thì chúng tôi tiên tri những lời trong cái Bủ Sơn Kỳ Hương, các ngài có tiên tri những đoạn như vậy, chúng tôi đọc qua cho bác mình kinh nghiệm thêm. Nếu mà đúng như vậy thì mình phải ráng quán lo tu mới kịp bác. Tại thì thầy giáo biết là đời cùng còn chẳng mấy năm, cấp trong các nước thay nằm bằng non. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Sau này đó là những cái cảnh mà chất độc, khí độc, những cái mùi gió độc này kia của bác mình, sau này nó sẽ xảy ra khi mà Nguyên Tử nổ gian, là các bác thấy là những cái khí độc là không thể nào tả nổi quá. Chết nằm trong nắng trong mưa, chết trôi theo gió, chết lùa theo mây. Chết do mái tạo chuyển xây, chết vì nhân loại súng gây tai nạn.
chết nào bằng chết ôn hoàng, nhưng thua cái chết khô khan khí trời. Khô khan khí trời đây là các bác mình thấy là phải chắc độc không? Đây là các ngài tiên tri đó, không có chết nè, nào là chết chiến tranh nè, nào là chết bệnh dịch nè, nào là chết động đất nè, nào là chết bão lụt binh đao nè, nhưng mà các ngài cho biết là không bằng cái chết khô khan khí trời. Đây là chắc độc. Vì vậy cho nên là các ngài còn cho biết là mẹ đấy con bỗng nhiên có khối. Khối này khối gì đây quá đã. Khối này là khối gì? Khối độc. Mẹ đấy con bỗng nhiên có khối từ trên không bay đến khắp nơi. Kẻ hửi vào sẽ hủy cuộc đời. Chất độc ấy đất trời cũng thảm. Mẹ đấy con mưa qua một đám đủ gây nên bệnh hoạn chết người. Mạng sống đâu có mấy tắc hơi, thương bá sống, thương bá tánh sống đời khó sống. Vì vậy cho nên hiện bây giờ là có báo mình thấy là chúng sanh đang như cá đang hơ tua trên lò, nghĩa là cái cuộc sống hiện giờ Đức Thầy nói là tuồng đời như pháo châm ngồi, bá gia yên lặng mà coi hùng này, hay là khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm đền vinh hoa, vinh này của Đức Phật Đà cùng ông Phật Tổ ban mà cho dân. Từ đây về sau là cái khổ nó sẽ đến trùng trùng điệp điệp, khổ đến như tên hoa. Cho nên là thầy mới biết trước, thầy mới khuyên chúng ta là hồng trần cảnh khổ xiết bao, khuyên trong lê thứ bước vào đường tu, tu cho qua cửa diêm phù khỏi xa địa ngục, ngao du tiên đài đường đời chẳng có bao giai. Nên viết một bài cho bá tánh coi, tuồng đời như pháo châm ngòi, bá giai lặng mà coi cùng này. Như vậy là tuy thế giới bao hàm rộng rãi, vẫn nằm trong cái mái thiên cơ, chuyển lai trong một phút giờ, chúng sanh như cá đang hơi trên lò, phải ráng trả lại cái con đường lo tu thân hành thiện. Vậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Kỳ này là cô bác cùng chúng tôi phải ráng quán trở lại cái con đường tu, tại vì những cái cảnh từ đây về sau đó, lời của Đức Thầy ngài cho biết là canh hình bước tới hỡi ai ơi, thế giới đao binh ruột rã rời, khốn nguy đa sự chào xuân mới, dân chúng hoàn cầu khó thảnh thơi. Chứ vậy là những cái màn các ngài tiên tri thì cô bác mình dòm những cái đoạn trên mà chúng tôi đã đọc nhắc qua những cái lời tiên tri trong phái Bốn Sơn Thầy Hương đó, thì từ Đức Phật Thầy Thế An mà Đức Thầy ngài cho biết là những sấm truyền xưa của Phật Thầy, dân ráng tránh. Những sấm truyền xưa của Phật Thầy, dân ráng kiếm mà chi thì biết, xưa để lại nhiều câu thảm thiết, mà nào ai có biết để lòng, chuyện thiên cơ nói rất não nồng, câu hữu lý bá tòng có thánh. Vì vậy là kỳ này là phải nghe lời thầy là dạy sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa, tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, giọng cổ quyền sớm tối mới màu, chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thánh. Như vậy là tưởng nhớ Phật nhân cơm bữa, giọng cổ quyền sớm tối màu là Đức Thầy kêu chúng ta là phải ăn chay và ráng cố gắng lo cúng lại cho bác. Tại vì là hàng ngày hai thời lễ bái cúng lại chúng ta, để chúng ta tạo đền trả bốn đại trọng ăn và tạo những cái phước đức phước duyên. Tại vì hàng ngày đó là cái bài cúng đó, thầy nói là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật, mình cầu nguyện tất cả chư Phật ở mười phương để phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Rồi Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Cho nên Đức Thầy dạy người tín đồ Phật giáo hảo ráng sáng lo tu cầu cho thế giới hòa bình, chiều lo tu cầu cho thế giới hòa bình không còn chiến tranh. Chứ nếu mà thế giới này mà họ không có hòa bình, họ mà còn chiến tranh bùng nổ
thì nhân loại khó tránh cái ngày thảm họa sắp tới, vừa chúng tôi vừa kể trên đó các bác. Tại vì là sau này đó các bác còn thấy là thầy nói là đến những việc lạ kỳ nay có hay chưa, thầy nói chưa là với kẻ chẳng ưa, chớ người tâm đạo biết thừa tới đâu, người khôn nghe nói càng giàu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười theo. Thầy mới khuyên chúng ta phải ráng gắng trở lại cái con đường kiếm chữ Maha thì Phật cứu mới khỏi nơi khói lửa. Phải ráng cố gắng lo ăn chay và cúng lại hàng ngày và ráng lo niệm Phật. Kỳ này là niệm Phật là mình phải ráng gắng niệm thiết tha, niệm Phật để cầu cứu cho qua những cái tai nạn quyết của bác đồng đạo. Tại vì Đức Thầy Ngài có cho biết là Nam Mô sáu chữ Di Đà từ bi tới độ, vậy mà chúng sanh xưa nay sáu chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi, trì tâm thì quá thôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào, chạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Kỳ này là mình ráng quán lo niệm Phật, cô bác cùng chúng tôi kỳ này là phải ráng lo niệm Phật, ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hai ngồi vẫn chấp sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi ráng niệm, chớ quên không đợi gì thời khắc, đi đứng niệm Di Đà, nằm ngồi trì lục tự, thức cũng tưởng A Di, ngủ cũng ghi sáu chữ, nói cũng nhớ Nam Mô, nín cũng ôm Phật sự cực lạc, muốn giảng sanh cứ hành như thử, và muốn thoát cái cảnh là cảnh lầm than khói lửa đau binh sắp tới đây, thì cô bác cùng chúng tôi phải ráng lo tu thân hành thiện và ráng lo niệm Phật gấp gấp, niệm Phật tinh tấn lên, đi đứng nằm ngồi gì mình cũng phải ráng lo niệm Phật tới cô bác. Tại vì thầy nói là chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ cứu mình, chứ nếu kỳ này mà không có trở về con đường ăn chay niệm Phật cúng lại làm lành giữ giới thì khó tránh cái cảnh thảm họa sắp tới đây, mà thầy nói là hồng trần cảnh khổ biết bao rồi, máu đào khắp nước đã khổ vô cùng, mà kỳ này phải ráng lo niệm Phật quyết của bác đồng đạo, muốn khó cái cảnh máu đào này thì phải ráng lo niệm Phật. Nghĩa là ít ai chịu khó niệm sành thử coi, trì tâm thì quá thôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào, dập tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi, để sao đến việc tả tơi rồi tu sao kịp, chiều mới cho thành, ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Nghĩa là hôm nay là mình đã gặp cành, là đã gặp đạo rồi quý cô bác. Xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật, vậy thì xuống đây hôm nay mình đã gặp đạo, mình đã gặp được đức, đã gặp được Phật, gặp được thầy, là mai duyên quá quý, quá quý, mà phải không chịu ráng trở lại con đường lo tu nhanh tu gấp thì để sau đến việc tả tơi rồi tu sao kịp, chiều mới cho thành, hay là đợi đến việc thảm thời thời thảm gì mắt phàm trần tường nghề làm bi ai cũng đồng cốt nhục hoài thai, nên ta ráng sức miệt mài giải khuyên. Thơ giới phố thần tiên dáng ai bút, bởi cơ trời đà thúc bên lưng, không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay, cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến, sao vẫn còn chiếu mến trần mê, mắt nhìn ngoại quốc thảm thơi nam bang, cảnh khổ cũng cời bên tai, cuộc biến động nay mai nguy ngập, một hội này ráng lập thân danh, kỳ này có một hội này ráng lập thân, tại vì muôn thu thiên định nhất kỳ, hạ quân sắc lệnh khai kỳ long hoa,
muôn thu là 10.000 năm mới có mở một cái đại hội Long Hoa lần này, để chọn những đấng tu hành cao công quả, ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Cho nên muôn thu mới có một lần này, quý cô bác cả đồng đạo ơi, chứ không phải một sớm một chiều đâu, mà mình cứ chần chờ, mình cứ lưỡng lự, mình cứ hứa hẹn hoài là không kịp thời kỳ, hay nói là trễ thời kỳ, khó gặp đặng ta thấy trần thế hãy còn lưỡng lự, muốn tu mà còn hỡi chần chờ. Đừng có chần chờ, đừng có hứa hẹn, đừng có giải đãi nữa quý cô bác đồng đạo. Lúc này là lúc đã hối thúc, lúc này đã gấp rút rồi. Mình không còn hứa hẹn chần chờ giải đãi. Nếu mình hứa hẹn chần chờ giải đãi nữa, thầy nói là cuộc thế giới đã chuyển lai như chóng, thiên văn tình hải lóng mà nghe. Lúc này là lúc chúng ta phải ráng quán lo tu tinh tấn lên mới kịp thời kỳ quý cô bác. Muôn thu thiên định nhất kỳ, hạ nguyên sắc lệnh khai kỳ Long Hoa, 10.000 năm mới có một cơ hội này, mà thầy văn sắc lệnh của Phật tổ xuống đây để khai mở hội Long Hoa lần này, thì cô bác cùng chúng tôi phải ráng quán trở lại lo tu đi. Rồi thầy ngài hứa hẹn một ngày gần đây thầy sẽ trở về để ban thưởng cho tất cả người tín đồ nào có công lo tu niệm hàng ngày, lo ăn chay cúng lại làm lành giữ giới, thì sau này thầy sẽ trở về ban thưởng cho quý cô bác thành đạo. Tại vì thầy cho biết là sau này thầy về đó là xử những kẻ hung hăng tồi tệ, thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn, ra cỡ này hai chữ bảo an cho trần thế được tâm thanh tịnh. Ngọc báo quý ẩn trong Nam Định, muốn tìm kim đáy biển gắn công, thầy sắp sửa trở về để ban thưởng cho tín đồ và cô bác đồng đạo. Thầy nói là ít lâu ta cũng trở về, tiên cùng bổn đạo chớ hời lãng sao, trì lòng chớ có núng nao, từ đây nhân vật mòn hao lần lần. Đây là Đức Thầy nói, đây là Đức Thầy cho biết là từ đây nhân vật mòn hao lần lần. Mà nếu mà cô bác thấy đã có như vậy rồi là sắp sửa, thầy sắp sửa trở về. Ngõ lời nhắn nhủ khắp đâu đâu, vạn vật từ nay luôn thảm sầu, áo não thương đời đã đói khổ, u buồn chấm họ vẽ dài câu. Áo não thương đời đa đói khổ. Đây là Đức Thầy ngài cho biết là sau này là có một cái nạn đói đó cô bác cái đồng đạo. Tại vì đó là thầy nói là nghèo với đói từ đây sẽ biết, hàng ngoại bang bố thiết ta hoài, canh thành bước tới thiệt là rồng nanh gút dễ dùng nổi long đông, chiến tranh tạm thảm khốc toàn lê thứ, lo nổi đói đau giống lạc hồng. Cho nên thầy mới biết trước sự việc thầy khuyên chúng ta là trong điều răn cấm thứ nhì đó, điều thứ nhì ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắn lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tỏ lỗi cho nhau. Trong khi nóng giận thầy đã biết trước, thầy dặn tín đồ phải ráng cần kiệm sốt sắn lo làm ăn, để chúng ta có một số ở số tiền trong nhà, để chúng ta giúp chữ một số tiền có số vốn, là chúng ta ăn cần ở kiệm đặng mà lo tu, cần kiệm sốt sắn lo làm ăn và lo tu hành chân chắc theo quý cô bác đồng đạo. Cho nên thầy nói là trong bổn đạo từ nay kim chỉ, đối với nghèo sắp đến bây giờ, vì thương đời nên lão cởi sơ cho bá tánh rõ lời châu ngọc. Vì vậy cô bác cùng chúng tôi kỳ này phải ráng lo tu thanh, tu nhanh tu gấp, tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ chừng đối đầu khó kiếm điên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt,
Cho nên là thầy kêu chúng ta phải không phải tu nhanh, tu gấp, chữ tu chứ khá trễ trầy, phải trao phải sửa nghe thầy giải khuyên. Thì từ nào giờ chúng ta còn vi phạm 10 điều ác mà kỳ này chúng ta đã phát tâm tu rồi thì phải ráng ráng là gìn thân khẩu ý. Mà Đức Thầy có nói trong quyển 6 với trong quyển thiện đó, Đức Thầy có nói 10 điều ác. Mà con người chúng ta tu thì phải sửa bỏ những điều ác này thì sau này chúng ta mới được về cảnh giới lành. Mà chúng ta đã phát tâm tu mà không sửa đổi những điều ác này thì chúng ta vi phạm thì chúng ta sẽ bị khuyết điểm. Khi đã coi giảng hãy tự xét mình sửa sang những có hư đặc xấu mình lầm lỗi thì dứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Thì những cái điều ác mà Đức Thầy Ngài cho biết là ác nơi khẩu, nhất là lưỡng thiệt với người này dùng lời tha thiết đến kẻ kia đâm thọc cho gây, khá chừa đi hương đảng bớt gầy dùng sự thiệt giải bài tâm trí, người chọn nhau tại mình gia vị mà cũng không hưởng được lợi danh. Cái ác lưỡng thiệt này là hai lưỡi, nghĩa là thường thường ở thế gian người ta thường kêu dùng cái danh từ là thâm đâm bời thóc, thọc bời gạo, lợi người này nói gì lợi người kia nói khác cho hai bên người ta gây gỗ chứ. Khi mà hai bên người ta rõ ra rồi, người ta không có thích cái người nhiều chuyện này. Đó là ác nơi khẩu, nhất là lưỡng thiệt. Cái lưỡng thiệt là hai chiều, lại người này nói chiều này, lại người kia nói chiều khác cho hai bên người ta gây gỗ. Như vậy là người tu khi đã phát tâm tu, khi đã coi giảng, là từ khi chúng ta phát tâm tu thì phải sửa những cái chỗ này, mình lầm lỗi thì dứt bỏ, giữ những điều răn cấm sau đây. Ác thứ nhì, ỷ ngôn chắc chứa đợi cho người lầm lỗi xéo dài, của tiền nhiều tự phụ rằng hai chủ ý thế giết xài kẻ dưới, lắc léo chi có ba tắc lưỡi, quan ỷ khôn mạt sát văn ngu, nghèo ỷ lanh láo sượt lu bù, ôi thấy thế đồng lòng ta đau tả cắt, khuyên bá tánh giữ gìn cho chặt đừng để cho quỷ dắt đường công, dùng từ ngôn nói tặng đáy lòng dầu trên dưới cũng không mấy khác, chúng vô phước đời này dốt nát người khôn ngoan chỉ dẫn mới là lời trang nghiêm im ái thốt ra đừng bao biếm mới là lương thiện. Nghĩa là ác thứ gì này là thầy dạy người mình nỉ ngôn nỉ khôn đó. Mình nỉ khôn mình chửi mắng, nhất là những người làm chủ đó. Người làm chủ ý mình làm chủ, rồi những người làm công cho mình đó, mà ta có phạm những việc gì lỗi lầm rồi mình ý mình ở bậc trên, mình có quyền thế, mình ý mình có cái chức cao hơn họ, rồi mình mắng nhiếc họ mà họ nhiều khi không trả lời được mà họ phải rơi nước mắt, thì đây là mình ý ngôn, cũng gọi là ý ngữ ý khôn. Cho nên thầy nói lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ, tích thiện thì thường có phúc dư, bằng tích ác quả ương đeo đắm. Đó là khi mà chúng ta thấy cảnh cõi đời này là nhiều đau khổ, kiếp sống vốn vô thường, thì chỉ có con đường tu cho giải thoát, đó là kế thượng phương. Mà khi chúng ta tu thì phải sửa từ thân chúng ta, rồi từ sửa cái khẩu là miệng, rồi sửa ý. Tại vì cái ý là nó cũng quan trọng lắm với các bác làm đạo. Tại vì ý là nó có tham lam sân nộ mê si. Mà Đức Thầy Ngài cho biết là ác thứ 8 là lòng tham hiểm, muốn bao gồm của thế một mình, tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham giường ruộng cò bay thẳng kiến, thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi, sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu xấu tốt cũng là dồn chứa. Cho nên cái lòng tham ở trên đời ai cũng lòng tham, muốn phước thọ phẩm hàm tiền của, nào vợ đẹp hầu chính là lụa, không được thì bực tức ưu phiền, cả tâm thần điêu đứng đảo điên, vậy có phải khổ hay là chẳng. Rồi tham của tạm làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có mang theo, tham tiền tài thường vướng nặng eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát. Cho nên là con người mà ở thế gian còn lòng tham là còn khổ đau cho nhân loại rất quá làm đạo. Tại vì là tại sao chúng tôi nói vậy, nếu mà thế gian này ai mà còn lòng tham là cái đó là cái điều khổ đau cho nhân loại. Trước nhất là cái khổ cho mình, sau đó là khổ đau cho nhân loại. Thì hôm nay Đức Thầy Ngài cho biết là rằng bên thế giới ta bà, chúng sanh tàn sát cũng là vì tham. Hiện giờ thế giới toàn cầu này họ tàn sát, họ đem quân qua đánh nước này chiếm nước kia là cũng vì tà lòng tham với cô bác đồng đạo.
Tại vì là Đức Thầy Ngài có biết là bình tâm cắt bút tỏ lời, xét xem hai chữ dặn thời còn xa, liếc nhìn thế giới can qua, ngàn muôn binh tướng xô ra chiến trường, dốc lòng tranh bá đồ vương, đeo câu danh lợi lấp đường nghĩa nhân. Vậy cho nên là vì cái danh lợi là phải lòng tham không? Tại vì họ vì lòng tham muốn lấy đất nước này, chiếm đất nước kia, vì vậy cho nên họ mới đem quân qua đợi họ đánh. Mà họ đánh lần này đó, Đức Thầy Ngài cho biết là thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Cho nên là cái lòng tham chiến của toàn cầu bây giờ mà thầy là một vị Phật thấy phải động lòng rơi nước mắt. Tiếng ai bi thở than déo dắt, khắp đông tây nam bắc chịu u sầu. Cho nên nhân loại chịu u sầu là do gì? Là vì lòng tham. Liếc nhìn thế giới can qua là gì? Can qua là giặc giả chiến tranh. Liếc nhìn thế giới can qua, ngàn muôn binh tướng xô ra chiến trường, dốc lòng tranh bá đồ vương, đeo câu danh lợi lấp đường nghĩa nhân, gieo điều tàn khốc cho dân, khiến lòng tăng sĩ băng phăng lo lường. Tiết thai đạo lý lưng thường, thánh nhân đã dạch sẵn đường từ xưa. Vì cho nên kỳ này vì lòng tham thầy mà thầy cho biết là rằng bên thế giới ta bà chúng sanh tàn sát cũng là vì tham, quyết tranh giành quyền lợi mà xé sâu nhau. Mà xé sâu nhau lần này thì chúng sanh phải tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Cho nên là cái cảnh khổ lần này mà Phật phải khóc không hết. Có đoạn thầy ngài cho biết là đến cái ngày và sau này đó, gần đến lúc đất trời gầm chuyển, nhân vật hai non biển cũng dời, thay người chết tọ bèo trôi, trong nhà quỷ khóc ngoài thời ma rên. Yêu ma chúng kêu tên kêu họ, kẻ lâm vào sẽ bỏ thân ngay, cọp vào nhà cổng lấy thay, xấu trường lên lộ gấp nhai người đời. Cấp nam bắc khí trời mù mịt lộ không người, nhà bích ngõ ra người chưa từng thấy được ma, bị ma hiện đến sẽ là hồn kinh. Như vậy là những cái cảnh thảm khổ sau này thầy đã cho biết lặng cho mọi người trên quả địa cầu này nói chung và người tín đồ Phật giáo Hảo nói riêng thông tin lên cho biết là những cái cảnh từ đây về sau là cảnh khổ là không thể nào tả nổi. Những cái cảnh khổ sau này là những cái cảnh chiến tranh, động đất, thú dữ, năm chèo, và những cái cảnh nhất là cái nạn khổ nhất là cái ngày là sấm giang mà thì lộ bản vàng. Cái cảnh mà sấm giang thì lộ bản vàng, chư du thế giới khắp tràn đến thi, chữ thi gần chữ sầu bi, bị ham của báo ly kỳ máu rơi, chừng đó mới trời ơi đất khởi, mang khổ hình vì bởi chẳng tu. Cho nên những cái cảnh khổ từ đây về sau là hết sức là nhiều cảnh khổ. Thầy mới khuyên chúng ta là phải ráng quán trở lại cái con đường lo tu thân hành thiện, để kiếp đến Long Hoa chầu Phật. Đến ngày mà thầy về đó, thầy sẽ lập đại hội Long Hoa. Đại hội Long Hoa là hội Long Hoa lần này là muôn thu thiên định nhất kỳ, hạ ngôn sắc lệnh khai kỳ Long Hoa. Thầy sau này sẽ trở về lập đại hội Long Hoa quyết cô bác đồng đạo. Mà muốn gặp thầy trở lại trong ngày đại hội Long Hoa này thì ráng cố gắng trở lại con đường lo tu với cô bác. Tại vì là thầy nói là phải mau lo tu nhanh tu gấp, đặng mà đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non, Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời, nửa sau đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nói thời chưa tin. Hay là muốn xem được Phật được trời thì là hãy ráng nghe lời giải rắc. Muốn xem được cái ngày đại hội Long Hoa này thì cô bác cùng chúng tôi phải ráng nghe lời dạy của thầy, ráng nghe lời dạy của thầy để chừng đến việc kiếm thầy có ra. Muốn xem được Phật được trời thì là hãy ráng nghe lời dạy răng bá gia cùng các chư tăng, việc tu không đợi hương đăng làm gì, đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Thì thôi để trở lại cái bọc
đồng đạo vừa hỏi qua đó là hiện bây giờ có cái đồng hồ xuất hiện trên thế giới này. Cái đồng hồ này thành lập năm 1947. Tới bây giờ, hiện giờ họ đã thông tin lên trên mạng là cho biết là sau này cái đồng hồ này nó có cho biết là những cái cảnh liên hệ với cái cảnh chiến tranh nguyên tử sau này. Thì chúng tôi lên đây để nhắc lại lời tiên tri của trong phái của quốc sơn thầy Hương, của Phật thầy Tây An và của Đức Quỳnh giáo chủ, và cô bác mình kinh nghiệm qua nó có phù hợp. Nếu mà có phù hợp với giáo lý sấm giảng Phật giáo hảo đã tiên tri, thì cô bác cùng chúng tôi phải ráng quán lo tu nhanh tu gấp để một ngày kia là Đức thầy trở lại hội Long Hoa, cô bác cùng chúng tôi đều có mặt hiền lành chừng đó xâm dày quân thần cộng lạc. Mấy ngày vui chơi đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân, thiên hoàng mở cửa các lăng, địa hoàng cũng mở mấy từng ngục môn 10 cửa, xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy đẻ công, cũng đồng chừng trị kẻ lòng tà gian, ấy là đến lúc xê sang tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Đến đây chúng tôi nhắc lời Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.